Thân mến, chào tất cả các em học sinh. Cô là Bùi Thị Thanh Tuyền, đến từ trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Cô rất vui hôm nay được đồng hành cùng các em trong chương trình tìm hiểu kiến thức địa lý lớp 12. Như các em đã biết, lãnh thổ Việt Nam của chúng ta được chia làm 7 vùng kinh tế. Mỗi vùng kinh tế có những thế mạnh và đặc trưng riêng. Ở các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về 3 vùng kinh tế của nước ta. Đó chính là vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở đồng bằng sông Hồng và vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục vùng kinh tế thứ tư ở nước ta, đó chính là vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Để bài học được đạt hiệu quả cao, thì cô yêu cầu các em cần chuẩn bị cho cô vở ghi tập Atlas Địa lý Việt Nam và sách giáo khoa Địa lý lớp 12 từ trang 161 đến trang 166. Chúng ta bắt đầu vào bài học. Bài học hôm nay gồm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó chính là khái quát chung về vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Nội dung thứ hai, chúng ta tìm hiểu về thế mạnh đặc biệt của vùng, vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. Và nội dung thứ ba là vấn đề phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng. Trước khi tìm hiểu thế mạnh đặc biệt của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ là phát triển tổng hợp kinh tế biển, thì cô cùng em sẽ tìm hiểu cái nét khái quát chung nhất của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Quan sát lược đồ trên màn hình, các em hãy kể tên cho cô các tỉnh thuộc vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Qua lược đồ, rất dễ dàng các em có thể thấy vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ gồm 8 tỉnh, thành phố. Thứ nhất, đó chính là thành phố Đà Nẵng. 2. Quảng Nam. 3. Tỉnh Quảng Ngãi. 4. Tỉnh Bình Định. 5. Tỉnh Phú Yên. 6. Tỉnh Khánh Hòa. 7. Tỉnh Ninh Thuận. 8 là tỉnh Bình Thuận. Nếu như vùng Bắc Trung Bộ có cách dễ nhớ dễ dàng 6 tỉnh đó là Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, Trị, Thiên, thì đối với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, cô sẽ gợi ý cho các em một cách nhớ 8 tỉnh ở vùng này. Đó là thứ nhất, thành phố Đà Nẵng bắt buộc các em phải nhớ. Hai Quảng, Hai Thuận, Bình, Phú, Khánh. Hai Quảng tức là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hai Thuận tức là Ninh Thuận và Bình Thuận. Bình, Phú, Khánh tức là tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Ngoài 8 tỉnh thành phố thì vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ còn bao gồm 2 quần đảo ở xa bờ, đó chính là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Với diện tích 44,4 nghìn km2, chiếm 13,4% diện tích cả nước, thì vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có diện tích lớn thứ tư cả nước ta, sau vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và vùng Tây Nguyên. Vùng có 9,27 triệu người, chiếm 9,6% dân số cả nước. Đây là số liệu cô đã cập nhật năm 2019. Và qua lược đồ, các em có thể nhận thấy hình dạng lãnh thổ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ kéo dài theo chiều Bắc Nam và hẹp theo chiều Đông Tây. Tuy nhiên, cô lưu ở đây một điều cho các em, đó chính là Duyên Hải Nam Trung Bộ chưa phải là vùng hẹp ngang nhất nước ta, mà vùng hẹp ngang nhất nước ta phải nói đến chính là vùng Bắc Trung Bộ mà các em được tìm hiểu ở tiết học trước. Quan sát lược đồ tiếp theo, em hãy xác định vị trí địa lý của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ cho cô. Có thể thấy rất là dễ dàng, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc giáp vùng Bắc Trung Bộ, tiếp giáp với vùng Biển Đông rộng lớn ở phía Đông và phía Tây Nam giáp với vùng Đông Nam Bộ phát triển năng động nhất nước ta, phía Tây giáp với vùng Tây Nguyên và quốc gia Lào. Ở đây các em lý cho cô một điều đó là gì? Một trong 8 tỉnh duy nhất của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ chính là tỉnh Quảng Nam. Đây là tỉnh duy nhất vừa giáp biển và vừa giáp với quốc gia Lào. Theo em, vị trí có ý nghĩa như thế nào đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội của vùng? Với vị trí này thì vùng Duyên Hải của Nam Trung Bộ có ý nghĩa chiến lược về giao lưu kinh tế, an ninh quốc phòng, tăng cường vai trò trung chuyển theo hướng Bắc Nam và là cửa ngõ thông ra biển của các tỉnh Tây Nguyên và quốc gia Lào. Bên cạnh đó, Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ là cơ sở hậu cần để khai thác kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Vậy là qua phần khái quát chung, các em có thể thấy vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, 8 tỉnh thành phố đều giáp biển, có một dải bờ biển dài, hình vòng cung và mở rộng ra Biển Đông.
Duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng rất lớn trong vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. Vậy trong nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế mạnh đặc biệt này của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển ở đây, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về 4 ngành kinh tế biển của vùng. Thứ nhất, đó là nghề cá. Thế mạnh thứ hai của vùng là du lịch biển. Thứ ba là dịch vụ hàng hải. Và thứ tư là khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối. Về nghề cá, các em quan sát lược đồ thủy hải sản trang Atlas thì các em nhận thấy rằng tất cả các tỉnh ở duyên hải Nam Trung Bộ đều có các bãi tôm và bãi cá. Đặc biệt là ở khu vực cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là một trong 4 ngư trường trọng điểm của nước ta. Và đây chính là điều kiện thuận lợi để cho vùng phát triển, đó là ngành thủy sản khai thác. Sản lượng thủy sản khai thác năm 2018 đạt 1.048,2 nghìn tấn và trong đó sản lượng khai thác cá biển là chủ yếu, chiếm 891,6 nghìn tấn. Bên cạnh thuận lợi về khai thác hải sản thì vùng bờ biển của vùng có nhiều vũng vịnh đầm phá. Đây cũng là thuận lợi để cho vùng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản với sản lượng năm 2018 đạt 85,8 nghìn tấn. Và ở đây đang phát triển chủ yếu đó là nghề nuôi tôm sú và tôm hùm ở hai tỉnh, đó là tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Có thể nói, các em quan sát lược đồ thủy hải sản của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Qua bảng ký hiệu thì các em nhận thấy biểu đồ hình cột màu hồng thể hiện là thủy sản khai thác và màu xanh thể hiện thủy sản nuôi trồng. Vậy chứng tỏ ở đây, tất cả các tỉnh của duyên hải Nam Trung Bộ đều phát triển nghề cá. Tuy nhiên, khai thác thủy sản chiếm ưu thế hơn. Về tổng sản lượng khai thác của vùng, chỉ đứng thứ hai sau đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh nuôi trồng và khai thác thủy sản, thì vùng có rất nhiều cái hoạt động chế biến hải sản phong phú và đa dạng. Các em có thể kể tên cho cô một số những sản phẩm hải sản mà các em biết hay không? À, rất là nhiều. Có thể kể đến là các loại đồ khô như là cá khô, tôm khô, mực khô, rồi các đồ đông lạnh. Và ngoài ra, vùng có chế biến các loại thủy hải sản. Và điển hình đó là nước mắm Phan Thiết, nước mắm Nha Trang. Đây là thương hiệu mà cả nước được biết đến, rất là nổi tiếng với chất lượng ngon. Đây là hình ảnh các loài thủy hải sản ở vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ rất đa dạng và phong phú. Có thể kể đến đó là các loài mực, các loài cá như là cá hồng, cá ngừ hoặc là cá thu, cá trích, vân vân. Bên cạnh khai thác tự nhiên thì vùng còn phát triển đó là nuôi trồng tôm sú và tôm hùm trên các lồng bè, điển hình là ở hai tỉnh, đó là tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Và làng nghề truyền thống đó là nước mắm ở Phan Giang và Phan Thiết rất là nổi tiếng. Bên cạnh thế mạnh về nghề cá thì vùng còn có thế mạnh đó là vấn đề phát triển du lịch. Các em quan sát bảng số liệu, em hãy nhận xét cho cô về số lượng khách du lịch đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ và tổng doanh thu từ khách du lịch. Các em nhận thấy từ năm 2010 đến năm 2012, không những số khách du lịch trong nước và quốc tế đều luôn luôn tăng liên tục. Số lượng khách ngày càng đến càng đông và từ đó tổng doanh thu từ khách du lịch cũng tăng liên tục gấp 3,6 lần trong vòng 5 năm. Vậy ở đây có một câu hỏi là tại sao vùng duyên hải Nam Trung Bộ lại thu hút được nhiều số lượng khách du lịch đông như vậy và doanh thu lại tăng liên tục cho các năm như vậy? À, chính là do thiên ở đây có thể nói thiên nhiên ban tặng cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ rất nhiều thuận lợi, rất nhiều bãi biển đẹp, nổi tiếng bãi cát trắng, nước biển xanh trong, các vũng vịnh đầm phá có giá trị du lịch rất là cao. Các em có thể kể cho cô một số những bãi biển ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mà nổi tiếng không? Trên Atlas được ký hiệu bằng chiếc ô màu hồng, chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy. Có thể kể đến bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Sa Huỳnh, bãi biển Quy Nhơn, bãi biển Cà Ná, bãi biển Mũi Né, vân vân. Đây là hình ảnh bãi biển Mỹ Khê và bãi biển Nha Trang. Và vùng hiện nay có hai trung tâm du lịch lớn. Trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc gia, đó chính là trung tâm du lịch Đà Nẵng. Đây là một trong trung tâm du lịch quan trọng của vùng. Và trung tâm du lịch thứ hai mang ý nghĩa vùng, đó chính là trung tâm du lịch Nha Trang.
Trung tâm du lịch Nha Trang là một trong trung tâm hấp dẫn và thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Và đây cũng là một trong trung tâm lớn của nước ta. Và bên cạnh hoạt động du lịch biển thì vùng hiện nay đang mở rộng hàng loạt các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng cũng như là du lịch thể thao khác thu hút rất là nhiều khách du lịch. Và đồng thời vùng cũng hệ thống nâng cấp các nhà hàng, khách sạn, các resort để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, do đại dịch Covid bùng phát, tất cả các địa điểm du lịch biển ở vùng Duyên Hải nói riêng cũng như là Việt Nam và trên thế giới nói chung đã ngừng mọi hoạt động và dừng đón tiếp khách du lịch để đảm bảo vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Về dịch vụ hàng hải, đây cũng là một thế mạnh của vùng trong vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. Trong chiến lược biển, Việt Nam xác định đến năm 2030 sẽ đưa Việt Nam trở thành một đất nước, một quốc gia phát triển mạnh về nghề biển và làm giàu từ biển. Hiện nay trên thế giới, 80-90% khối lượng hàng hóa trao đổi thương mại giữa các quốc gia do vận tải đường biển đảm nhận. Còn ở Việt Nam thì 80% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu hàng năm của cả nước thông qua các cảng biển. Vậy khi mà nói đến cảng biển, chúng ta không thể không nhắc đến các cảng biển nước sâu của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Có thể nói, không ở đâu trên đất nước ta có điều kiện nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu như vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vậy thì vì sao Duyên Hải Nam Trung Bộ lại có điều kiện thuận lợi để xây dựng nhiều cảng nước sâu đến như vậy? Các em sẽ quan sát lược đồ hình thể cho cô ở trang số 6 và số 7 Atlas Địa lý Việt Nam. Em hãy nhận xét cho cô, thềm lục địa của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có điều gì đặc biệt ở đây? Đây là kỹ năng khai thác Atlas Địa lý. Các em quan sát cho cô nhé, cô sẽ gợi ý. Chúng ta dựa vào bảng phân tầng màu, từ màu trắng đến màu xanh nhạt và xanh đậm dần, chứng tỏ vùng thềm lục địa của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ màu trắng rất là ít và nhỏ, còn chủ yếu là tông màu xanh đậm và dần rộng hơn. Vậy chứng tỏ ở đây có thềm lục địa hẹp và sâu. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp cho Duyên Hải Nam Trung Bộ phát triển xây dựng các cảng biển nước sâu. Và ở vùng đã có các cảng tổng hợp do Trung ương quản lý, đó chính là các cảng Đà Nẵng, cảng Quy Nhơn và cảng Nha Trang. Và vùng đã xây dựng cảng nước sâu Dung Quất và Vịnh Vân Phong ở Khánh Hòa là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta hiện nay. Về vấn đề khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối, các em quan sát lược đồ về khoáng sản của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Em có nhận xét gì về tài nguyên khoáng sản của vùng này? Chúng ta khẳng định một điều rằng là gì? Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ khoáng sản không nhiều. Và ở đây chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là các mỏ cát trắng, nguyên liệu làm thủy tinh ở tỉnh Khánh Hòa. Nổi bật hơn nữa là khoáng sản vàng Bồng Miêu thuộc tỉnh Quảng Nam, khoáng sản titan thuộc tỉnh Bình Định. Một loại khoáng sản nữa mà vùng đang tiến hành khai thác đó chính là dầu khí ở ngoài thềm lục địa phía đông của đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Các em quan sát trên lược đồ. Đây là hình ảnh các cánh đồng muối rất là nổi tiếng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đó chính là cánh đồng muối Sa Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi và cánh đồng muối Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận. Nơi đây là một trong những vùng kinh tế của nước ta phát triển ngành muối nhất. Vậy theo em, tại sao Duyên Hải Nam Trung Bộ lại có điều kiện thuận lợi để phát triển muối với cánh đồng lớn có chất lượng tốt như vậy? Ở bài 8 về ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta đã nói rất rõ. Đó là gì nhỉ? À, vùng này có 3 cái thuận lợi. Thứ nhất là đây là vùng biển mặn nhất của nước ta. Thứ hai là ở đây có khí hậu khô, ít mưa nhất nước ta. Thứ ba, đó là ít cửa sông đổ ra biển. Và thứ tư, ở đây có rất nhiều bãi biển sạch. Đây chính là điều kiện để thiết lập các cánh đồng muối có chất lượng tốt nhất nước ta hiện nay. Trên màn hình là hình ảnh các cánh đồng muối nổi tiếng Sa Huỳnh và Cà Ná của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với chất lượng và sản lượng muối rất là tốt. Về vấn đề phát triển công nghiệp, hiện nay vùng đã hình thành một chuỗi các trung tâm công nghiệp từ Bắc xuống Nam, có thể kể đến. Đó chính là Trung tâm Công nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Công nghiệp Quảng Ngãi, Trung tâm Công nghiệp Quy Nhơn, Trung tâm Công nghiệp Nha Trang và Trung tâm Công nghiệp Phan Thiết. Về
Các ngành công nghiệp chủ yếu ở đây đó chính là bao gồm ngành cơ khí. Ngành thứ hai đó là sản xuất hàng tiêu dùng và ngành chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt ở đây, ngành chế biến nông, lâm, thủy sản thì ngành thủy sản chiếm ưu thế nhất. Và với việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vùng hiện nay đã hình thành một số các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất và khu kinh tế mở. Nhờ thế mà công nghiệp của vùng đang có sự khởi sắc rõ nét. Tuy nhiên, các em nhận thấy rằng quy mô ở đây về các trung tâm công nghiệp chủ yếu là các quy mô trung bình, đó là Đà Nẵng và Nha Trang. Và các quy mô trung tâm công nghiệp có mức độ nhỏ đó là Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Bình Định, Bình Thuận. Vì sao vùng này lại chỉ phát triển các trung tâm công nghiệp quy mô nhỏ và trung bình? Do vùng có hạn chế về tài nguyên nhiên liệu và năng lượng điện, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp cũng như hoạt động kinh tế. Chính vì vậy mà hiện nay vùng đang có một số những hướng giải quyết về năng lượng như sau. Thứ nhất, đó là vùng đã sử dụng cái lưới điện quốc gia qua đường dây 500 kV. Thứ hai, vùng đã xây dựng các nhà máy thủy điện có công suất trung bình và nhỏ. Có thể kể đến ở đây một số các nhà máy thủy điện ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có quy mô tương đối lớn như nhà máy thủy điện A Vương thuộc tỉnh Quảng Nam, nhà máy thủy điện Hàm Thuận Đa Mi thuộc tỉnh Bình Thuận. Hai nhà máy có quy mô tương đối trung bình như nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn thuộc tỉnh Bình Định và nhà máy thủy điện Sông Hinh thuộc tỉnh Phú Yên. Ngoài ra, hai nhà máy Đa Nhiêm và Đại Ninh sẽ sử dụng nguồn nước lấy từ Tây Nguyên đưa xuống. Và trong tương lai, dự kiến sẽ xây dựng nhà máy thủy điện điện nguyên tử đầu tiên của nước ta trong vùng này. Trên màn hình là hình ảnh nhà máy thủy điện Đại Ninh ở Bình Thuận phát điện bằng nguồn nước lấy từ Tây Nguyên đưa xuống. Các em thân mến, trên màn hình là lược đồ về vị trí phân bố các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta thuộc Atlas trang số 30. Vậy thì ở đây vì sao cô lại đưa cái lược đồ này lên? Chính là do nước ta hiện nay đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm. Đó là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc được thể hiện bằng màu vàng, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được thể hiện màu xanh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam màu cam. Ở đây các em chú ý cho cô về vùng kinh tế trọng điểm thứ hai màu xanh. Vì sao lại chú ý như vậy? Bởi vì vùng kinh tế trọng điểm miền Trung này bao gồm 4 tỉnh, thành phố của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đó là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Về việc hình thành các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt là xây dựng các khu kinh tế mở như là khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất hoặc khu kinh tế mở Nhân Hội thì sẽ giúp cho công nghiệp của Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ phát triển hơn nữa trong những thập kỷ tới. Về vấn đề phát triển giao thông vận tải, các em có thể nhìn thấy rằng với vị trí địa lý của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ thì Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ có đủ điều kiện phát triển đủ các loại hình giao thông vận tải. Và hiện nay, vùng đang nâng cấp một số những tuyến đường theo hướng Bắc Nam, đó chính là quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam. Không những làm tăng vai trò trung chuyển theo hướng Bắc Nam của vùng, mà còn tạo sự thúc đẩy giao lưu giữa các tỉnh với thành phố Đà Nẵng. Đây là một trung tâm phát triển mạnh nhất của vùng ở phía Bắc. Và với thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống hóa các hệ thống đường theo hướng Bắc Nam thì vùng còn có các dự án phát triển các tuyến đường ngang, đó chính là các tuyến đường như tuyến đường 19 và tuyến đường 26 nối Tây Nguyên, các tỉnh Tây Nguyên với các cảng nước sâu, giúp cho vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ được mở cửa hơn nữa và giao lưu với các vùng khác. Về giao thông vận tải hàng không ở vùng này thì như thế nào? Các em sẽ thấy rằng ở đây các hệ thống sân bay được vùng nâng cấp và hiện đại hóa. Trong đó có 2 sân bay quốc tế, đó là sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay quốc tế Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Và sân bay nội địa có thể kể đến ở đây, đó là sân bay Quy Nhơn và sân bay Tuy Hòa, sân bay Chu Lai. Đây là hình ảnh sân bay quốc tế Đà Nẵng thuộc thành phố Đà Nẵng, rất là hiện đại. Vậy có thể nói, việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đã tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và cho sự phân công lao động mới. Các em thân mến, trên đây cô đã cùng các em tìm hiểu xong kiến thức nội dung bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
để hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bài vừa rồi thì cô sẽ hướng dẫn các em tổng kết lại bằng cái sơ đồ tư duy như sau. Chúng ta phải nắm được khái quát chung của vùng duyên hải Nam Trung Bộ về vị trí địa lý cũng như là về quy mô, diện tích và đơn vị hành chính các tỉnh, thành phố. Và các em nêu được cái thế mạnh đặc biệt của vùng đó chính là phát triển tổng hợp kinh tế biển bao gồm 4 ngành nổi bật, đó là nghề cá, dịch vụ du lịch biển, dịch vụ hàng hải và khai thác khoáng sản ở thềm lục địa và sản xuất muối. Các em còn nêu được vấn đề phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng của vùng bao gồm 2 nội dung chính, đó là phát triển công nghiệp và phát triển giao thông vận tải. Qua phần sơ đồ cô giáo gợi ý thì các em có thể ở nhà các em tự lập sơ đồ theo ý hiểu của mình bằng những cái từ khóa quan trọng của bài để nhớ được bài dễ hơn và dễ hiểu hơn theo ý của mình nhé. Và để củng cố lại kiến thức mà chúng ta vừa học thì các em sẽ cùng trả lời cho cô một số những câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 28, em hãy cho biết mỏ vàng có ở tỉnh nào của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? A. Phú Yên, B. Quảng Nam, C. Khánh Hòa, D. Quảng Ngãi. Các em hãy suy nghĩ và tìm đáp án cho cô nhé. Các em quan sát Atlas thì dễ dàng nhận thấy là vùng này khoáng sản không nhiều. Và qua ký hiệu, các em nhận thấy vàng được ký hiệu là hình tròn màu trắng đen và ở mỏ Đồng Bồng Miêu thuộc tỉnh Quảng Nam. Vậy đáp án ở đây chính là đáp án B. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 23, cho biết sân bay Phù Cát thuộc tỉnh nào của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? A. Tỉnh Bình Định, B. Tỉnh Ninh Thuận, C. Tỉnh Khánh Hòa, D. Tỉnh Phú Yên. Để quan sát được vị trí của sân bay Phù Cát thì các em sẽ phải có kỹ năng khai thác biểu đồ. Đó là đối tượng ở đây chính là sân bay. Và các em sẽ nhìn vào cái bảng chú giải này. Sân bay nội địa được ký hiệu bằng máy bay màu đen. Còn sân bay quốc tế được ký hiệu bằng hình máy bay màu đỏ. Ở đây các em biết rằng vùng duyên hải Nam Trung Bộ chỉ có 2 sân bay quốc tế, đó là sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay quốc tế Cam Ranh. Vậy, sân bay Phù Cát ở câu hỏi này chính là sân bay nội địa. Chúng ta sẽ chú ý vào cái hình máy bay màu đen và xác định được vị trí của sân bay Phù Cát, đó là thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vậy, đáp án đúng ở đây chính là đáp án A. Chúng ta sang câu hỏi số 3, khó hơn một chút nữa nhé. Nhận định nào sau đây không đúng về vùng duyên hải Nam Trung Bộ? A. Có nhiều bãi biển đẹp phát triển du lịch. B. Tỉnh nào cũng giáp biển có nhiều bãi cá, bãi tôm. C. Nhiều tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. D. Có lãnh thổ hẹp ngang nhất nước ta. Chúng ta hãy cùng phân tích và nghiên cứu để tìm ra đáp án cho cô. Đây là dạng câu hỏi phủ định, không đúng. Nhận định nào không đúng về vùng duyên hải Nam Trung Bộ? Vậy qua phần khái quát chung, cô đã nhấn mạnh với các em một điều, đó là gì? Duyên hải Nam Trung Bộ có hình dạng lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc Nam và hẹp theo chiều Đông Tây. Tuy nhiên, vùng này chưa phải là vùng hẹp nhất của vùng, mà vùng hẹp nhất của vùng đó chính là vùng Bắc Trung Bộ. Vậy chúng ta tìm thấy ngay đáp án, đó chính là đáp án D. Có lãnh thổ hẹp ngang nhất nước ta. Đây không phải là nhận định, đây là đáp án đúng. Rồi, còn về phương án A và phương án B, đây chính là đặc điểm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ rồi. Còn cô phân tích thêm cho các em về phương án C, nhiều tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thì trong phần công nghiệp cô đã phân tích là trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thì có tới 4 tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Vậy thì phương án C chúng ta không thể lựa chọn được. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 4. Nhận định nào sau đây không đúng với vùng duyên hải Nam Trung Bộ về nghề cá? A. Có sản lượng thủy sản nuôi trồng đứng đầu cả nước. B. Có ngư trường rộng lớn cho đánh bắt thủy hải sản. C. Có nhiều bãi tôm, bãi cá phát triển thủy hải sản. D. Sản phẩm chế biến từ thủy sản phong phú và đa dạng. Đây cũng là một dạng câu hỏi dạng phủ định, không đúng. Các em sẽ quan sát lược đồ về thủy hải sản để chúng ta tìm đáp án đúng nhất của câu hỏi này. Ở đây các em thấy phương án B, C và D
đều là đặc điểm của ngành nghề cá ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Còn phương án A, sản lượng thủy sản nuôi trồng, các em chú ý từ nuôi trồng, đứng đầu cả nước. Vậy ở đây các em sẽ quan sát cái lược đồ về thủy sản nước ta và về ký hiệu thủy sản khai thác màu hồng và cột thủy hải sản khai thác nuôi trồng màu xanh. Thì các em nhận thấy vùng duyên hải Nam Trung Bộ ưu thế đó là thủy sản khai thác chứ không phải là thủy sản nuôi trồng. Mà đứng đầu về thủy hải sản nuôi trồng, cột màu xanh cao nhất đó là thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vậy đáp án ở đây chính là đáp án A. Chúng ta sang câu hỏi khó hơn một chút nữa nhé. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ là A. Tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn. B. Góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ. C. Tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm. D. Thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đây là một câu hỏi khó. Ý nghĩa chủ yếu. Các em lưu ý cụm từ chủ yếu cho cô. Chúng ta đọc kỹ đề bài để xác định đáp án. Các em đã có câu hỏi đáp án của mình chưa? Cô gợi ý nhé. Như các em đã biết, vùng duyên hải Nam Trung Bộ 8 tỉnh thành đều giáp biển. Vậy, đối với người dân ở đây thì nghề cá đối với họ là vô cùng quan trọng. Nghề cá đã tạo ra việc làm và tạo những sản phẩm để nuôi sống họ. Vậy thì đương nhiên, ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở duyên hải Nam Trung Bộ đó chính là tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết vấn đề việc làm. Qua một số câu hỏi thì phần nào đã giúp các em ôn lại một số những kiến thức mà bài mới cô vừa dạy xong. Thì nhiệm vụ về nhà của các em đó là gì? Đọc lại kiến thức bài trong sách giáo khoa. Và thứ hai là kết hợp với bài giảng của cô. Thứ hai, các em có thể làm thêm nhiều câu hỏi trắc nghiệm hơn nữa là chúng ta sẽ truy cập vào trang web kahoot.com. Cô đã đẩy bài lên phần mềm này rồi. Và đây là mã pin để các em vào làm bài trực tiếp cho cô. Chỉ cần có máy tính và điện thoại kết nối mạng là các em có thể làm được. Và các em không quên là tìm hiểu bài mới để tiết học sau chúng ta học tốt hơn. Đó là bài 37, vấn đề phát triển thế mạnh ở Tây Nguyên. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chân thành cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới.